cố chấp làm tiểu tam, Á Hậu bị tẩy chay, phải ở ẩn 2 năm tránh ồn ào. Á Hậu này là nguyên nhân khiến chuyện tình 6 năm của đàn chị đổ vỡ. Lương Siêu Di sinh năm 1996, nổi tiếng từ khi còn nhỏ khi góp mặt diễn xuất tại dự án phim Vô Gian Đạo. Tác phẩm này đã giúp cô được gắn mác là con gái màn ảnh của tài tử Lương Triều Vĩ. Thành công đến với Lương Siêu Di từ sớm nhưng không khiến cô bị sao lãng. Lên 14 tuổi, cô sang Mỹ định cư cùng gia đình, phát triển con đường học vấn và tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh và tiếp thị tại một ngôi trường danh giá tại xứ Cờ Hoa. Năm 2022, Lương Siêu Di trở về Hồng Kông, tiếp tục xây dựng sự nghiệp nghệ thuật. Bước đầu, cô ghi danh chinh chiến Hoa hậu Hồng Kông và đoạt danh hiệu Á hậu 2 cùng loạt giải thưởng phụ. Cái tên Lương Siêu Di từ đó gây chú ý trở lại và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đang trên đà phát triển rực rỡ, Lương Siêu Di bất ngờ dính phốt gây rúng động. Tháng 8 năm 2023, cô bị khui chuyện làm tiểu tam, chen chân vào mối tình của thiếu gia Thạch Hằng Thông cùng đàn chị minh tinh quyền lực Thái Trác Nghiên. Khi ấy, cặp đôi đã bước qua năm thứ 6 yêu đương mặn nồng. Lương Siêu Di được cho đã biết chuyện Thạch Hằng Thông có bạn gái, sắp kết hôn nhưng vẫn cố chấp yêu đương vì một số mục đích về tiền bạc. Sự việc này khiến nàng Á Hậu bị bủa vây bởi hàng loạt những bình luận chỉ trích từ người hâm mộ. Ban đầu, chính thất Thái Trác Nghiên không biết mối tình vụng trộm này. Đến khi nhận ra, cô vẫn quyết định tha thứ cho bạn trai, tiếp tục yêu đương. Tuy nhiên, Lương Siêu Di và Thạch Hằng Thông vẫn lén lút qua lại khiến Thái Trác Nghiên không thể bỏ qua. Kết cục cho chuyện tình tay ba này chính là việc Thái Trác Nghiên cùng Thạch Hằng Thông đường ai nấy đi sau 6 năm hẹn hò. Cả gan giật bồ của đàn chị, Lương Siêu Di bị tẩy chay trên diện rộng, bị nhà đài cắt sóng, đóng băng sự nghiệp trong khoảng thời gian dài. Mỹ nhân họ Lương từ đó cũng vắng bóng dần tại các sự kiện giải trí và chỉ mới tái xuất tại một sự kiện diễn ra cách đây ít tháng. Sau 2 năm ở ẩn, Lương Siêu Di vẫn không thể tẩy trắng hoàn toàn đi những ồn ào năm xưa. Cô bị giới truyền thông xứ Trung thẳng thừng đề cập lại chuyện này ngay trong sự kiện đông người. Lương Siêu Di rơi vào tình huống sượng chân, được cứng người, phải vội nhắc đến chuyện khác. Đồng thời, hiệu ứng của khán giả dành cho Lương Siêu Di trong lần trở lại này cũng chẳng mấy tích cực.